Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Rồi thì nói chung là cũng khá là lâu, là một khoảng thời gian rất là lâu rồi mình không có quay mấy con chuột hamster của mình đang nuôi, coi là nó còn những con gì cho các bạn xem nha. Thì đây là cái chỗ mình nuôi hamster, nó kế bên cái bếp của mẹ mình, nó ngăn ra một cái miếng như thế này. Ở ngoài này có con mèo nè các bạn. Đấy, con mèo màu trắng này thì con mèo hàng xóm nha, nhưng mà ngày nào nó cũng qua mà nó xin đồ ăn hết trơn á. Đấy, lâu lâu mình ăn, mình còn xương hoặc là còn thịt gì dư mình sẽ cho nó ăn. Ok, đây là cái chỗ mà mình nuôi chuột hamster nha. Rồi bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái chỗ mình nuôi hamster nó có cái gì nha. Rồi đây là cái hũ thức ăn. Thì thức ăn này là mình, cái loại mà mình bán cho các bạn 28.000 một bịch nửa ký đó. Nhưng mà mình trộn thêm sâu với lại một số loại thức ăn dinh dưỡng, phô mai đồ cho nó nhiều dinh dưỡng hơn cho mấy con chuột mình. Đây là bộ chổi vệ sinh nè. Đây là một chiếc queo, hôm trước mình có làm về cái video về chế tạo á, thì còn để lại. Đây là cái nhà trứng khủng long, nhưng mà nó bị bể các bạn. Đấy, quả trứng bị bể rồi. Nhà tắm cho mấy con chuột của mình. Rồi, ở trên này mình để dụng cụ để mà sử dụng xài cho mấy con chuột mình hàng ngày. Đây là con sóc nha các bạn. Con sóc này thì mình đã gọi là quay rất là nhiều video về nó rồi. Bình nước của nó cũng gần hết rồi, một tí nữa mình thay nước mới nha. Đây, chén ăn thì cũng gần hết rồi, một tí mình thay. Đây là cái con sóc mà mình đã quay từ cái lúc mà mình quay chung với con hamster Bia huyền thoại của mình luôn đó. Đó, thì đến bây giờ thì nó vẫn còn sống khỏe mạnh. Con Bia thì nó đã ra đi trước rồi. Đó, thì con này thì nói chung là nó cũng gần già nha các bạn, gần già rồi. Đấy, và con này là con hamster sóc cái. Nó mới sinh sản được có một lần thôi. Mình không có cho nó sinh sản nữa, mình chỉ là cho nó sinh sản một lần thôi. Và mình ngưng, mình nuôi nó thôi. Đấy, sóc cái, con này thì nói chung rất là hung dữ luôn. Hôm trước mình để chung với con đực ở phía dưới, nhưng mà nó hung dữ quá cho nên là mình tách nó lên đây luôn. Đấy, cho nó ở riêng đây luôn. Đó, lòng của nó thì mình chưa gắn queo được, một tí nữa mình sẽ kiếm một chiếc queo ở đó mình gắn nha. Đấy, rồi, ok. Rồi và cái tầng thứ hai đó chính là con hamster vàng chanh, nhưng mà con này con đực nha. Con đực này thì nói chung là nó rất là già rồi các bạn, rất là già luôn rồi nha. Lông của nó thì không có được đẹp lắm, tại vì nó già rồi, lông của nó không có đẹp lắm nha các bạn. Đó, ù con mắt nó bị dính nước hay là gì các bạn. Đấy, chắc nó đi, nó dính qua, nó bị lem qua cái bình nước hay gì đó, nó bị dính nước. Thì cái con bằng chanh đực này thì mình đã nuôi từ rất là lâu rồi. Hình như là hôm trước mình, hồi lúc trước mình mua á, là mình mua chung với một con cái luôn. Nhưng mà con cái đã ra đi rồi, còn con đực ở lại. Con đực này thì mình đã cho nó giao phối cũng 2-3 lần gì đó. Thì bây giờ mình cho nó ở riêng một mình luôn nha. Tại vì nó hôm trước mình để chung với con sóc á, thì nó chịu vài ngày thôi. Và sau mấy ngày sau cái nó cắn lộn với con sóc, cho nên là mình để tách riêng luôn. Đó, thì tránh trường hợp là nó cắn nhau dẫn đến chảy máu rồi các thứ kiểu nha. Con sóc này, ủa con vàng chanh đực này thì mình để một chiếc queo. Rồi ở trong mình có chế một cái cầu tuột cho nó leo lên leo xuống chơi nè. Đấy, bình nước cho nó uống, chén ăn. Chén ăn cũng gần hết rồi, một tí mình thay cho con chuột này luôn. Ở bên trong này á, thì mình có gắn cái dây mày răng á các bạn. Nhưng mà mấy con chuột này nó gị á các bạn, nó phá quá nó gị. Cho nên là đứt mấy cái cọng mày răng ra luôn, mấy cục mày răng ra luôn. Còn cọng dây không nè. Đấy, mấy con chuột này thấy gì mà nó phá lắm nha các bạn. Đó, nó ngồi bên nó rảnh rảnh cắn rồi nó phá tùm lum hết trơn à. Rồi, và dưới này là cái lồng mà ta nói là nó đông vui nhất. Đấy, trong mấy cái chuột, con chuột mình nuôi. Mình lấy chiếc que qua đây cho các bạn xem nó rõ hơn nha. Thì cái lồng này mình nuôi ba con nha, ba con chuột hamster, và trong đó là hai con sóc với lại là một con vàng chanh. Đây, con vàng chanh này là của con của cái con sóc ở mình để ở phía trên đó. Đó, con vàng chanh này nè. Đấy, còn đây là con sóc nè. Đó, mình sẽ bắt con sóc ra review cho các bạn xem. Đây là con sóc đực. Đấy, con sóc đực mình mới mua của cái chị khách của mình, cũng như là cũng gần đây thôi à. Đấy, con đực. Và hình con này là khoảng đâu đó là nó được khoảng 2 tháng tuổi các bạn, 2 hay là 3 tháng tuổi gì đó, khoảng thời gian đó. Và con này là con đực luôn. Rồi, con này thì nói chung là khá là hiền, hiền đối với con người thôi nha. Còn mình để chung với mấy con kia thì nó cũng dữ lắm. Đấy, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem con hamster đực nha. Thì cái con hamster đực á, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn xem nhiều quá, rất là nhiều cái video rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại trong cái video này luôn. Con đực thì mình, bạn thấy cái hậu môn không? Hậu môn với lại cái là cái chỗ mà nó đi vệ sinh á, thì nó sẽ xa nhau khoảng 1 mm, và cái mông của nó sẽ u lên một thứ như thế này. U lên là không phải là nó bị bệnh nha, mà đó là hai cái hòn bi.
đó, của mấy con chuột đực. Còn chuột cái thì nó không có. À, bên trong này vẫn là một con sóc nhưng mà nó nhỏ hơn. Con sóc này thì mình mới mua hình như là 1-2 tuần nữa thôi. Đấy, con sóc này mình mới mua gần đây thôi. Và cũng là con chuột đực luôn. Đó, mình kiếm con chuột cái mà mình đem về nuôi nhưng mà không có nha các bạn. Toàn hamster đực không à. Đấy. À, thì cái chị khách nó có nhà chị đó đẻ ra sóc thì mình mua sóc mình nuôi luôn. Rồi và tiếp theo là con vàng chanh. Đây là con vàng chanh cái nha các bạn. Đấy. Còn mặt chanh này thì nói chung là nó chưa có sinh sản lần nào nha. Đấy, cái mặt nó còn rất là ngây thơ luôn. Đó. Không. Thì con này nói chung nó rất là hiền nhưng mà nó chỉ là hung dữ đối với cái con sóc nhỏ thôi. Nó là con của cái con sóc lớn này các bạn. Đấy, con sóc lớn rồi đó đẻ cái con này. Nhưng mà bây giờ để chung với con mẹ của nó thì con mẹ của nó rượt cắn con này. Đấy, con mẹ nó rất là hung dữ, mình không có dám để chung với ai hết trơn á. Với con nào hết trơn á. Ồ, hai con này nó cắn nhau hay gì các bạn. Đấy. Con này nó hay rượt ăn hiếp con sóc nhỏ lắm. Con này cũng vậy nè. Đó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để một thời gian nữa thì nó sẽ quen nha. Đó. Nó sẽ quen với nhau và nó sẽ là làm quen với nhau, nó sẽ hiền lại. Đấy, nó không cắn nhau nữa. Rồi con sóc này thì mình nuôi thì cũng khá là lâu rồi, hình như cũng được nửa năm đó các bạn. Nửa năm. Rồi. Lông nó thì khá là đẹp, con này nó ăn nhiều lắm, nó mập lắm. Ok, đây là cái lồng cuối cùng mình nuôi ba con, mình là cho nó một chiếc queo nhựa như thế này cho nó chạy cho nhanh. Và về cái phần lót chuồng á thì mình sẽ sử dụng cái mùn cưa thơ ổ mùn cưa nén nha các bạn. Đây, mùn cưa nén loại 25 ngày một ký như thế này. Thì thứ nhất là mình thích xài mùn cưa hơn tại vì nó hút ẩm tốt hơn, với lại là mấy con chuột nó nằm im hơn, nó sạch sẽ hơn và giá nó thì sẽ rẻ, nó là mình thích hợp cho bạn nào mà nuôi số lượng nhiều. Như mình khoảng 5-6 con được trở lên á thì các bạn xài mùn cưa nó sẽ thấy mình thấy ok hơn. Thì đây là quan điểm của mình thôi, các bạn có thể thích xài cát sang hay là gỗ nén hay là cái gì đó thì tùy theo các bạn nha. À, mình quên nói nữa thì đối với bạn nào mà xài cái cửa cái lồng sắt mà nó có sẵn cái khóa như thế này nè, thì các bạn cài lại thì nó sẽ tự động khóa thì con chuột nó sẽ không ra được nha. Còn đối với bạn nào mà xài cái lồng mà ví dụ như là cái này của mình nè, nó cũng có một cái khóa nhưng mà nó nhỏ quá, nó không khóa chặt, thì các bạn mua một cái chì nhỏ nhỏ các bạn móc lại, là cái kẹp đó các bạn móc lại cho nó chắc. Để thôi là mấy con chuột của bạn nó trốn khỏi ra là nó bị con này con kia ăn hoặc là nó mất tiêu luôn nha. Đấy, ví dụ như cái lồng này thì nó có cả hai cái thanh khóa nè. Thì các bạn cài lại thì an tâm rồi. Còn đối với những cái lồng nào mà nó không có thiết kế khóa sẵn á, thì các bạn hãy lấy cái dây chì hoặc là cái kẹp các bạn kẹp lại cho nó chắc, đừng có cho con chuột nó dở cái cửa lồng ra. Rồi, và đây là cái chỗ mình nuôi mấy con chuột hamster của mình. Đấy. Thì nói chung là mấy con chuột mà hồi lúc trước trước nữa, ví dụ như là con Bill huyền thoại điều đó, rồi con vàng chanh cái rồi cũng lâu lắm rồi. Thì nếu như các bạn nào mà xem video của mình lâu rồi, các bạn sẽ biết thì những con đó nó đã ra đi rồi, thì nói chung là già mà sinh lão bệnh tử mà đó, động vật thì nó cũng đâu có ngoại lệ các bạn, nó già rồi nó phải đi. Thì mình cố gắng mua thêm chuột về nuôi cho nó vui, với lại làm video rồi cho các bạn xem. Đấy, còn về cái con bia thì mình chưa có tìm được cái con bia nào mà vừa ý nghe các bạn. Để mình tìm một thời gian nữa xem, nếu như mà có con bia này vừa ý á, thì mình sẽ mua về mình nuôi và giới thiệu cho các bạn xem nha. Thì đa số là mấy con chuột này mình mua ở mua lại của những cái người khách mà mình quen á, thì mình mua lại chứ mình tại vì mình sống ở tỉnh á, cho nên là mua chuột thì nó rất là khó khăn luôn, thường thì mình mua lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lên trước mình review sơ sơ cái shop của mình xem nó còn gì nha các bạn. Đấy, cũng thì cũng hình như là 1 tuần mấy 2 tuần rồi mình chưa có review cho các bạn xem cái shop của mình đúng không. Rồi thì hôm trước mình có nói là dịch virus corona, vì thế là không có hàng để bán. Và hàng hôm trước mình review cho các bạn thì mình đã bán dần dần rồi. Và bây giờ nó còn vài chiếc lồng nè. Đấy, lồng thì ở trên cái kho của mình nhỏ, cái kho nhỏ của mình nó thì cũng hết luôn nha. Mình đem xuống đây hết trơn luôn rồi. Nhà và đồ chơi đồ thì còn vài mẫu thôi. Bạn nào mà thích mẫu nào thì có thể ủng hộ mình nha. Đấy, còn vài mẫu thôi. Mình đem xuống đây hết trơn luôn rồi. Còn về thức ăn với lại vật dụng lót chuồng đó thì nói chung là còn đầy đủ hết nha các bạn. À quên nữa, mình có cái về cái mài răng loại mới nè. Đây, nó cũng 14 ngàn một cục lớn như thế này. Nhưng mà mấy con chuột nó sẽ không có phá được nha, nó sẽ không có gị dẫn đến đứt dây được. Đó. Cái mài răng san hô kia mấy con chuột nó gị gị cái này là đứt chân à. Đấy. Rồi phía dưới này là thức ăn mùn cưa lót chuồng thì nói chung là đầy đủ, thức ăn mùn cưa lót chuồng thì không sợ hết các bạn. Bên này là thức ăn dặm nè. Đấy, thức ăn dặm thì cũng không sợ hết luôn. Bông sen, bông cúc, rồi cắt tấm đồ, nói chung là đầy đủ, mùn cưa thơm. Rồi cốm gạo 10.000 một bịch, siêu to khổng lồ luôn.
Các bạn nào mà mua thức ăn dặm đồ cho hamster thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Phô mai nè. Rồi cái phô mai kỳ này thì mình về cái loại phô mai sữa mà dạng như là nhỏ nhỏ, nó giống như là bo bo vậy các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ khui cái hũ này ra cho các bạn xem như thế nào nha. Cái phô mai mà dạng viên á thì mình thấy các bạn thích hơn, nhưng mà kỳ này hết hàng rồi, mình lấy về cái loại này luôn. Đó, và cái loại này thì con chuột nó cũng thích ăn lắm nha, tại vì nó có cái vị sữa béo béo rồi, nó rất là thơm luôn. Con chuột nó thích ăn lắm. Con chuột các bạn nào mà ốm ốm thì mua về cho nó ăn nha. Rồi, cấm trứng luôn nè, cấm trứng vẫn còn nha các bạn. Ok. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Thì hôm nay là một cái video giới thiệu miếng chuột mình đang nuôi, cũng như là giới thiệu cái shop sơ sơ của mình nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.